Rồi, chào các bạn. Hiện tại là khoảng 5 giờ chiều ngày 7 tháng 1 năm 2022. Và mình đang có mặt ở khu vực bến xe miền Đông ha. Mình đến đây để hỏi vé xe đi một số tuyến, chẳng hạn như là đi về Gia Nghĩa, Đắk Nông và đi Đà Lạt, đi Tuy Hòa, Phú Yên. Đây các bạn, bến xe miền Đông. Ở bên trong thì không được phép ghi hình, do đó mình sẽ đi lấy thông tin thôi. Rồi sau đó mình sẽ làm video, mình báo lại cho các bạn ha. Rồi bây giờ mình vô hỏi thông tin. Và đầu tiên chúng ta có được thông tin của nhà xe Thuận Thảo từ thành phố Sài Gòn đi thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, có nghĩa là giáp với lại Khánh Hòa, Nha Trang đó. Thì ở đây mình nhận được thông tin là có chuyến xe xuất phát lúc 6 giờ tối và 6 giờ rưỡi tối hôm nay. Riêng ngày mai thì có chuyến 6 giờ 30 và là xe giường nằm ha, 300.000 đồng. Điều quan trọng là không có đòi hỏi phải xét nghiệm Covid gì cả. Ở đây phòng vé tại Sài Gòn á, thì các bạn có thể gọi số điện thoại này nè, 028-3511-2957, là 028-3511-1442, hoặc là số điện thoại di động 0914-642-526. Phòng vé tại thành phố Hồ Chí Minh, quận 10, 270B Lý Thường Kiệt, các bạn có thể gọi số 0945-343-637. Ở ngay tại thành phố Tuy Hòa thì số điện thoại của họ sẽ là 0257-3820-303. Mình thấy trên danh thiếp của họ có ghi thêm phòng vé tại Đà Nẵng, tại Đà Lạt, tại Quy Nhơn, tại Nha Trang, bến xe phía Nam nữa. Thì tại Nha Trang, bến xe phía Nam số điện thoại là 0258-3890-112 hoặc là 0258-3890-121. Tiếp theo thì mình có đi qua nhà xe Cum Ho Sam Co, mình có hỏi xe về Nha Trang thì họ nói là hiện tại chưa có thông tin nào cho tuyến Nha Trang. Riêng thì họ nói có xe đi Đà Lạt, thì tối ngày mai lúc 22 giờ 30 có chuyến xe đi Đà Lạt, giá vé là 250.000 đồng. Thì riêng về Cum Ho Sam Co thì các bạn có thể gọi tổng đài số điện thoại là 1900-6065 để đặt vé và sau đó đến lấy vé và đi luôn. Ở đây thì họ ở Sài Gòn á, có phòng vé bến xe miền Đông, bến xe miền Tây, bến xe An Sương, văn phòng Phạm Ngũ Lão quận nhất và văn phòng Lê Hồng Phong. Thì bến xe miền Tây là 395 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân ha. Còn văn phòng ở đề thám Phạm Ngũ Lão, Phạm Ngũ Lão nha, 243 Phạm Ngũ Lão quận nhất. Thì Phạm Ngũ Lão thì số điện thoại là 028-6291-5389. Ở bến xe miền Đông hồi nãy mình nói rồi, các bạn có thể gọi qua số tổng đài đi. Rồi sau cùng mình có đi qua một cái quầy khác để hỏi về xe đi Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Thì rất nhiều bạn bây giờ đi Đắk Nông để đi thăm cái hồ Tà Đùng á, nó gọi là Vịnh Hạ Long của miền Tây Nguyên. Thì từ Sài Gòn đi về Gia Nghĩa, chuyến xe đi khoảng độ 6 tiếng, giá vé xe là 200.000 đồng giường nằm. Buổi sáng thì có tuyến là 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 11 giờ, chiều thì 5 giờ, 6 giờ 30 và 7 giờ tối. Thì để đặt vé các bạn có thể gọi số 0909 499 623 Bảo Anh. Trong các tỉnh của Tây Nguyên thì Đắk Nông mình chưa có ghi hình video và cũng chưa đi. Trong tương lai dự kiến có thể là mình sẽ đi Đắk Nông. Tức là hồi trước mình đã từng ghi hình ở Đắk Lắk, ở Gia Lai và ở Kon Tum, Lâm Đồng, Đà Lạt thì ghi hình cũng khá là nhiều, riêng Đắk Nông chưa đi. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp.